với à, cô chú anh chị quay trở lại với chiếc chè bông nha trời ơi trời cả nhà ơi ngày hôm nay em giới thiệu cho chúng ta một cái siêu phẩm đó chính là một cây mai tiếng vua bông chùm phải nói là nụ nó y như là tổ ong cả nhà ơi trời ơi nó đeo gì mà nùi nùi cục cục như thế này cả nhà ơi ở đây nè không phải một chỗ đâu mà nhiều chỗ luôn nha bây giờ chỗ nào nó cũng cục 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 như thế này nè trời đây 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 trời ơi má ơi má ơi quá tí quá đất luôn rồi đây nè nó đeo từ ở dưới chân cho tới trên ngọn nha cả nhà y như là một cái tổ hông luôn trời ơi cái này cả nhà ơi nó đeo nùi nùi cục cục luôn nè qua tí luôn rồi thôi thôi luôn ôi đây nè nó đeo bây giờ nó y như cái tổ y như cái tổ hông mà nó đeo cứ ngắt luôn á cả nhà nhìn nè Trời ơi, khủng khiếp thì chứ nè Quay toàn cảnh cây cho cả nhà mình xem nè Đó, coi nó đeo nha Nụ mà nó đeo cục cục như thế này nha cả nhà Đó, cả nhà nhìn nè đó, Chỗ nào cũng đeo dính nùi 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 như thế này Trời ơi, trời thôi thôi luôn á Nó đeo từ ở chân ở trong ra ngoài luôn Cả nhà ơi, quá tí luôn Chỗ nào cũng nút nụ quá trời qua đất luôn nha Đây, đây, đây Trời ơi, thôi thôi luôn rồi Tiếng vua bông chùm nha cả nhà Rồi, em có nhân giống nha Em có nhân giống từ cái cây mẹ này nè Ra cây con rồi bây giờ chúng ta hãy cùng qua xem con nó như thế nào nha cả nhà Trời ơi thì con này nhiên nhiên là phải giống mẹ rồi Chứ làm sao mà khác mẹ được Trời ơi đây nè Nó nhỏ mà nó cũng vậy luôn Đây nè cả nhà Nó nhỏ mà nó cũng đeo nụ y vậy nè Cái này nó còn nhỏ mà nó cũng có vỏ luôn nha Cái nào cái nấy coi nè trời Đây đây cả nhà ơi Đó nó đeo nha Nó đeo nụ như vậy luôn á Mặc dù là nó còn nhỏ nha nhưng mà nó đeo nè Cả nhà nhìn nè Đó Cây nào cái nấy nó đeo nụ như vậy nè Đó cả nhà nhìn nè đó, à, đây ha Trời ơi, quá tí, quá đất luôn rồi Cây nào, cây nấy nó nùi nùi cục cục luôn rồi Đây, đây, đây Đó, cả nhà nhìn thấy ha Nó tuy nhỏ nhưng mà trời ơi Cái này cả nhà ơi nè Rồi, cái này thì không có cao nghe Nó tầm khoảng hai tấc đổ lại thôi nha cả nhà Nhưng mà nốt nụ, nụ thì nó ôm phà phà luôn Ok, y như mẹ nó luôn ha Đây, đó, rồi, lô này em bán là 200k một cây thôi nha. Nếu chúng ta lấy hai cây em còn bao xíu cho chúng ta luôn á cả nhà ơi. Đây nè, đó. Ai thích sưu tầm cho mình cái cây mai nồi nồi cục cục y như cái tổ ong á thì liên hệ cho em nha. Đó chính là hàng tiếng vua bông trùm nha. Rồi ngoài cái hàng tiếng vua bông trùm thì bên em còn có hàng cúc bạch mai nữa cả nhà. Thì bạch mai nó có nhiều loại nè cúc cũng có nhiều loại tuy nhiên là hàng cúc bạch mai chỉ có một loại duy nhất luôn đây đó chính là cúc bạch mai ha hoa của nó tầm khoảng hai mươi mấy cánh và đọt của nó khi ra nó sẽ màu đỏ như thế này nha đó cây này thì em bán hai trăm rưỡi nha cả nhà hai cây em vẫn bao ship và nếu mà chúng ta muốn sưu tầm giống mới một cây tiếng vua một cây cúc bạch mai bên em vẫn bao ship cho chúng ta đó rồi à, ngoài hai cái giống này thì bên em sẽ có thêm một cái loại nữa đó chính là dạo tự sáng Một giống ai cũng độc lạ luôn Tự quấn nha Không ai quấn được như cho nó đâu nha cả nhà Nó tự sáng tự quấn như thế này Đó bây giờ em sẽ qua đây giới thiệu cho cả nhà nè Hàng này cũng chơi tết được rồi nha Nút nụ ôm rồi nè Đó đây À cả nhà nhìn nè à, Đây nha Cây thì cành nhánh xum xê hết rồi nha Nút nụ ok nha Rồi loại này 100k một cây nè ba cây thì bên em bao ship nè Đó Ai thích sưu tầm loại mới loại nào thì alo cho em nha cả nhà ơi Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha